Xin chào các bạn, hôm nay Nguyễn Ân Dương xin gửi tới các bạn hình ảnh mới nhất về dự án nhà ở thương mại Thiên Long nằm ngay tại mặt đường 351 tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Dự án nhà ở thương mại Thiên Long nằm ngay mặt đường 351 gần với lại trung tâm huyện An Dương, là điểm kết nối tuyến đường huyết mạch của thành phố Hải Phòng, nằm gần điểm giao giữa đường 351 với đường Quân Banh, Nguyễn Trường Tộ. Dự án khu đô thị Thiên Long đang gấp rút hoàn thiện để đón chào huyện An Dương lên quận vào năm 2025. Theo thông tin của đội ngũ huyện An Dương tìm hiểu, dự án thương mại xây dựng trên quỹ đất là 5,17 ha, vị trí tại xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Số lượng căn hộ bao gồm có 226 căn liền kề mặt phố quy mô 4 tầng và 18 căn biệt thự quy mô 3 tầng. Thời gian khởi công là từ tháng 8 năm 2021, nằm ở vị trí đắc địa trên tuyến đường 351. Dù chưa hoàn thành nhưng dự án thương mại Thiên Long cũng giúp cho giá đất xung quanh tăng cao, là động lực thay đổi bộ mặt An Dương khi lên quận vào năm 2025. Hiện tại, giá của mảnh đất 100m² mặt tiền 351 đối diện với khu nhà ở thương mại Thiên Long đang được gửi bán trong vùng từ 5,5 đến 6 tỷ. Như vậy, tính ra giá đất ở đây cũng đã lên tới 55 triệu trên 1m². Công trình theo đội ngũ huyện An Dương khảo sát hiện đã xong phần xây mộc và đang đi vào công đoạn hoàn thiện. Nếu dự án đi vào hoạt động, sẽ làm thay đổi bộ mặt của xã Đặng Cương nói riêng và huyện An Dương nói chung. Nhìn theo mô hình Hoàng Huy tại An Đồng, khi đi vào hoạt động đã thay đổi hẳn bộ mặt của xã An Đồng. Mật độ dân số và đời sống người dân đều tăng lên. Cùng chúc cho dự án nhà ở thương mại Thiên Long sớm về đích và đi vào hoạt động, thúc đẩy kinh tế xã hội, gia tăng giá trị và chất lượng cuộc sống người dân Đặng Cương nói riêng và huyện An Dương nói chung.